Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày mới tốt lành. Các bạn thân mến, để gợi ý một mẫu nhà đẹp trong tương lai, thì hôm nay nhà đẹp tân ảnh chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Thắng. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D căn nhà của anh Thắng. Căn nhà của anh là căn nhà vườn cấp 4 có phong cách hiện đại. Tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với điện mái thái, giúp cho công trình thêm năng động, trẻ trung, tươi sáng và mới mẻ hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà, cổng chính cũng như hệ thống hàng rào đã tạo nên cho công trình anh thêm khang trang và bề thế. Khi cổng chính chúng tôi bố trí là cổng sắt phun tĩnh điện, hai cột ở bên cổng chính chúng tôi bố trí là cột vuông to khỏe khoắn sơn màu trắng cùng với tông màu chủ đạo của tổng thể tòa nhà. Hệ mái thì chúng tôi cũng bố trí là hệ mái nhật. Xung quanh hệ thống hàng rào thì chúng tôi bố trí ở giữa gồm hệ song sắt, giúp ngôi nhà luôn được thông thoáng sạch sẽ cũng như là đảm bảo an toàn cho cộng tập thể ngôi nhà của anh Thắng. Di chuyển từ sân vào tiền sảnh, căn nhà của anh Thắng được chúng tôi bố trí gồm có 3 cấp bậc, sử dụng đá kim sa đen cổ trắng, giúp ngôi nhà luôn được sạch sẽ, thông thoáng, dễ vệ sinh và không bị bám bụi theo thời gian. Cửa chính chúng tôi bố trí là cửa gỗ lim nam phi khung pano kính phun sơn màu đỏ, giúp bền màu theo thời gian, không bị cong vênh mối ngọt, chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam và giá thành thì khá là hợp lý. Thì các bạn đang nhìn thấy thì khung cửa cổ mái để chúng tôi ốp gạch thẻ nhằm tiện phân tầng, rất là bắt mắt đúng không ạ? Nhìn từ góc độ nào thì căn nhà của anh Thắng cũng rất là khang trang và bắt mắt. Khi nhìn từ bên trái sang, được chúng tôi bố trí hệ thống cửa sổ là hệ nhôm kính tối ngâu, giúp điều hòa không khí, hấp thu đủ ánh sáng của tự nhiên, giảm chi phí trong quá trình xây dựng, cũng như là cửa nhôm kính thì thường có tuổi thọ khá là cao. Bên dưới chân cửa sổ thì được chúng tôi ốp gạch thẻ rất là bắt mắt và sang trọng như các bạn đang nhìn thấy ạ. Hệ thống hai cột ở trước sảnh chính thì chúng tôi bố trí là hai cột vuông to khỏe khoắn. Chúng tôi bố trí hai cột nằm hẳn ở phía bên phải và nhằm tạo điểm nhấn cho tổng thể ngôi nhà của gia đình anh Thắng. Bên cạnh đó thì ở giữa cột thì chúng tôi có ốp thêm gạch thẻ nhằm tạo điểm nhấn cho gia đình anh thêm bắt mắt và sang trọng hơn. Xung quanh ngôi nhà thì chúng tôi bố trí rất là nhiều bồn hoa cũng như chậu cảnh, giúp gia đình anh có thể trồng những cây hoa nhỏ và cây cảnh, giúp tạo không gian sống xanh trong lành hơn. Nhìn từ góc độ bên phải sang, căn nhà của anh Thắng được chúng tôi bố trí thêm một sảnh phụ là ở khu vực cổng phía phòng bếp cộng ăn, giúp gia đình anh có thể thuận tiện trong nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt. Chân bóng thì được chúng tôi ốp bằng gạch tối ngâu, giúp ngôi nhà luôn được sạch sẽ và khang trang, không bị siêu mốc theo thời gian. Từ trên cao nhìn xuống, căn nhà của anh Thắng tọa lạc trên diện tích đất rất là rộng lớn, khuôn viên sân vườn rộng rãi, có không gian để các thành viên trong gia đình có thể quây quần bên nhau. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4, nhà biệt thự để các bạn có sự lựa chọn cho ngôi nhà của mình cho phù hợp trong tương lai, phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn thực tế và cụ thể hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc trên một kênh website mang tên miền nhà đẹp Tân Á.vn. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới khoảng tận miền Nam. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy truy cập vào website nhà đẹp Tân Á.vn cũng như là kênh YouTube nhà đẹp Tân Á để lựa chọn cho mình những mẫu nhà thật là phù hợp trong tương lai các bạn nhé. Các bạn thân mến, ngôi nhà không chỉ là chốn đi đi về về sau một ngày dài làm việc cũng như là học tập, mà nó còn là nơi giúp gia chủ an cư lạc nghiệp được tốt hơn. Thấu hiểu được điều đó, đội ngũ kiến trúc sư Tân Á đã luôn nỗ lực và cố gắng để thiết kế một ngôi nhà sao cho phù hợp với từng gia chủ khi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Tân Á. Và hình ảnh các bạn đang nhìn thấy đây là mặt bằng phong thủy mà nhà đẹp Tân Á chúng tôi đã phác thảo nên cho gia đình anh Thắng. Được biết anh Thắng sinh năm 1989, hướng tốt để xây nhà là hướng Đông Bắc, hướng Tây Bắc, hướng Tây Nam và hướng Tây. Tiếp theo thì chúng tôi cũng đã phác thảo lên mặt bằng định vị khu đất của gia đình anh Thắng để các bạn có cái nhìn rõ hơn. Xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Thắng các bạn nhé. Căn nhà của anh Thắng thì tọa lạc trên diện tích đất là 10.0 x 16.0 m², một căn nhà cấp 4 rất là khang trang. Đây chúng tôi bố trí một phòng khách với diện tích là 23.4 m². Ở đây chúng tôi bố trí bộ bàn ghế sofa cũng như là tivi để giúp gia đình anh Thắng có khoảng không gian sinh hoạt chung và tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Di chuyển vào là phòng ăn với diện tích là 16.2 m². Ở đây chúng tôi bố trí bộ bàn ghế ăn. Các bạn có thể thấy ạ, gồm có 6 ghế ăn cho các thành viên trong gia đình. Di chuyển vào là phòng bếp với diện tích là 11 m². Căn nhà của anh Thắng thì được chúng tôi bố trí gồm có hệ thống 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 12.8, 12.8 và 16.5. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng bố trí một phòng thờ có diện tích là 8.1 m², bàn thờ hợp với phong thủy của gia đình anh Thắng,
giúp ngôi nhà giúp cho phòng thờ luôn được thông thoáng, không quá bí và tránh ánh nắng trực tiếp chói vào. Một phòng kho có diện tích là 6m2 để giúp gia đình anh có thể để những đồ dùng chưa, những vật dụng chưa dùng đến để ở khu vực này. Khu vực cuối nhà thì chúng tôi bố trí một nhà vệ sinh chung có diện tích là 5,6m2, cũng như là một sân rửa ở phía đằng sau nhà và một sảnh phụ để gia đình anh có thể thuận tiện trong nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt. Xung quanh ngôi nhà thì chúng tôi bố trí rất là nhiều cửa sổ giúp ngôi nhà luôn được sạch sẽ, thông thoáng cũng như là giúp không gian sống của gia đình anh Thắng thêm hài hòa hơn với thiên nhiên. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà nhà đẹp Tân Á chúng tôi đã thiết kế cho anh Thắng. Hy vọng thông qua mẫu nhà cấp 4 vừa rồi thì các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và liên hệ qua hotline cho chúng tôi 0944 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng nhà đẹp Tân Á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.